Trời ơi, gần 10 giờ tối rồi mà anh Bình chưa về nữa, sao ra bốc hàng đây? Giờ đói meo bụng. Wow. Chị Trúc tuyệt vời, chị Trúc hay quá. Cái gì mà hay với tuyệt ở đây? Dạ không có gì hay bằng những cái món mà chị mang lên đây hết. Bộ chị biết em đang đói hay gì mà chị đem lên đây cho em hay vậy ta? Nói lung tung không à. Đây là đồ ăn ở nhà hàng, tôi để dành mang về cho Tấn Bình ăn đó. Trời, một mình anh Bình mà ăn dữ vậy đó hả? Thì Tấn Bình ăn, cậu ăn luôn. Tưởng đâu mình anh Bình ăn không cho tôi ăn nữa chứ. Tấn Bình đi giờ này vẫn chưa về. Không lẽ thư viện mở cửa cả ban đêm nữa? Chị hỏi tôi biết hỏi ai. Hay là anh Bình chưa về? Để tuần trước được không? Giờ Tấn Bình về hắn ăn, làm gì gấp dữ vậy? Đang đói quéo giò luôn nè. Chờ anh Bình về chắc tôi xỉu luôn quá. Thôi, cậu điện thoại cho Tấn Bình xem Bình đang ở đâu. Có khi nào Bình đang bị tai nạn phải nằm ở bệnh viện không? Chứ giờ này ai mà còn học hành ở thư viện nữa. Trời, chị Trúc nghĩ gì mà ghê vậy? Thì tôi lo quá cho nên cứ phải tính tất cả các hoàn cảnh khác nhau, biết đâu lại dỗ vô cái miệng này. Có khi anh Bình khỏi phải đi học, về đây làm chủ nhà trọ. Tôi nói vậy đúng không chị Trúc? Dớ dẫn, thôi gọi điện đi. Alo, anh Bình hả? Trời ơi, chị Trúc biểu em điện thoại kêu anh về nhậu nè. Quá trời nhiều món ngon luôn. Lẹ lẹ nha. Trời ơi, đồ cúng của anh Tư Mớm ngon quá trời luôn nè. Trời ơi, nói cái gì mà vô duyên quá vậy? Sao lại nói đồ cúng ở đây? Alo, Tấn Bình hả? Tấn Bình giận quá nên không nghe máy rồi. Nói cho cậu biết nha, Tấn Bình mà giận lây qua tôi hả? Đừng có trách, đồ vô duyên. Anh Bình ơi, bà chủ nhà trọ yêu anh tới ốp rồi. Anh mà về nhà bà hốt xác liền. Anh Tư Mớm ơi, tôi không biết bà Trúc bà có cúng anh chưa. Trên sóng con tác thiên, anh phải thông cảm cho tình yêu. Tại vì anh biết nhậu chứ không biết yêu. Anh mà biết yêu chút á thì đâu ra cảnh tượng này. Bây giờ này thấy không, anh muốn yêu cũng không được nữa, thèm yêu cũng không xong, chỉ có thể thành con ma chết thèm nhìn người ta yêu thôi. Thằng em này thành thật chia buồn với anh. Anh thông cảm cho tình yêu nha. Tụi bay để cho nó chạy thoát mà còn dám về đây à? Dạ, đại ca thông cảm cho em. Nhưng mà em chắc chắn với đại ca là nó sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Với cái nhát dao đó, chắc chắn nó phải vô bệnh viện trị thương. Vậy thì vô đó mà tìm đi. Tìm bằng được rồi xử dứt luôn. Vậy thôi. Dạ. Dạ dạ dạ. Em xin phép. Sao? Em có ý kiến gì không? Em sợ tụi nó làm hư việc. Có một đứa con gái mà cũng nên chuyện. Hay em đi tìm cùng bọn chúng? Không cần đâu. Thằng Ân nó dám giết cháu nó để có tiền, thì anh sẽ lấy cái mạng chó của nó ra để chuộc nếu như con cháu nó còn sống. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng em sợ chú Út mà biết chuyện thì em khó mà ăn nói. Dù sao thằng Ân cũng là người mang nợ của chú Út mà. Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Anh chưa bao giờ để cho chú Út phải thiệt. Những gì thằng Ân nợ chú Út thì anh sẽ phải trả. Nhưng miếng mồi ngon mà chia làm hai thì anh e là không được đâu. Dạ em biết rồi.
Xem như là em chưa nói chuyện này với anh sao? Không hiểu sao lại gặp đúng cô gái ở phòng tập võ. Mà cũng kỳ thiệt, cô ta giỏi giỏi như vậy mà lại bị đâm. Chẳng hiểu ra sao nữa. Thiệt xui hết biết. Xe đạp của mình bỏ ở đó. Chắc là chẳng còn. Xui thiệt. Ai là người nhà của cô Giao Linh? Dạ, cô Linh là cô gái bị thương ở đùi phải không bác sĩ? Đúng rồi, anh là người nhà của bệnh nhân hả? Dạ, tình hình của cô Linh sao rồi bác sĩ? Hiện cô Linh đã qua cơn nguy kịch rồi, vết thương cũng được băng bó cẩn thận. Cũng may cô ấy chỉ bị đâm vào phần mềm, tuy bị mất máu hơi nhiều nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại cả. Ủa mà sao cô ấy bị đâm vậy? Hình như cô ấy bị cướp xe máy ngoài đường thì phải. Tôi cũng vô tình gặp nên đưa cô ấy vô đây. Con gái đi đêm hôm khuya khoắt như vậy thật là nguy hiểm. Cũng may là cô ấy không bị sao cả. Dạ. Chúng tôi vừa chuyển cô ấy xuống phòng hậu phẫu rồi. Bây giờ anh có thể xuống dưới đó thăm bệnh nhân. Nhưng nên nhớ là anh để yên cho cô ấy ngủ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì. Sao kỳ vậy ta? Vẫn không liên lạc được. Giao Linh nó đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về nhà nữa. Không lẽ nó bị bắt cóc bởi tình yêu rồi hả ta? Mà mình nhớ hồi nào giờ mình đâu có thấy nó yêu ai đâu. Mà cũng đâu có hoàng tử nào tới nhà mình chơi đâu. Bây giờ mình phải gọi điện thoại hỏi ai bây giờ? À, hôm nay Giao Linh đi học võ. Alo. Dạ, anh Mạnh hả? Em chào anh, em Mỹ Chi nè. Anh ơi cho em hỏi, hôm nay Giao Linh nó có đi học võ không vậy? Giao Linh tập xong về lâu rồi mà em. Cô ấy chưa về nhà sao? Dạ, bình thường thì giờ này Giao Linh nó có mặt ở nhà rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy. Tự nhiên em thấy lo quá. Thôi được rồi, anh qua liền. Việc vừa mới xảy ra là một vụ cướp bình thường, thì bọn họ muốn lấy đi mạng sống của mình. Cũng may là mình không chết. Phải tìm hiểu cho rõ ràng chuyện này mới được. Cô đau lắm không? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Vậy cô có nhận ra tôi không? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Tôi nhận ra anh ngay khi anh chạy tới cứu tôi. Có người định cướp xe của cô à? Tôi cũng không biết nữa. Bọn nó chạy quá nhanh. Cũng may là có sự giúp đỡ của anh. Chứ nếu không thì tôi đã không có cơ hội để nằm ở đây rồi. Bác sĩ nói cũng may là vết thương chỉ bị vào phần mềm thôi. Nhưng mà dù sao thì cô cũng phải cẩn thận khi đi đường vắng một mình. Ừ. Cô đã liên lạc với người nhà chưa? Anh cho tôi mượn điện thoại đi. Tôi gọi về nhà. Điện thoại của tôi chắc đã bị rớt khi đánh nhau với bọn cướp rồi. Xui quá, điện thoại của tôi cũng bị hết pin.
Hay là cô nói số điện thoại của gia đình cô, tôi sẽ ra điện thoại công cộng để gọi về báo cho người nhà cô biết. Thôi, khỏi cần anh à. Không nên để cho người thân phải lo lắng. Tùy cô vậy, còn tôi thì vẫn cứ phải ra ngoài để gọi vài cuộc điện thoại. Tôi đi rồi tôi sẽ về ngay. Vậy cô có cần ăn uống gì không? Để sẵn tôi ra ngoài tôi mua về cho cô luôn. Thôi, tôi không ăn đâu. Cảm ơn anh nha. Anh tên gì vậy? Xin lỗi, tôi chưa hỏi tên anh. Tôi tên là Tấn Bình. Sắp tốt nghiệp đại học, chưa có công ăn việc làm ổn định, cũng chẳng có bản tình dắt dai. Cô tôi thì tôi biết tên cô rồi. Giao Linh. Tên rất là đẹp và cô cũng rất xinh. Cảm ơn anh đã khen. Thôi, tôi ra ngoài một chút nha. Anh Bình. Anh sẽ quay lại chứ? Cô nghĩ là tôi có thể bỏ cô lại một mình trong tình cảnh như thế này sao? Tranh thủ chợp mắt một chút đi cho đỡ mệt. Cô đã có một buổi tối quá sức rồi. Một buổi tối kinh hoàng thì đúng hơn. Không biết tình hình anh em ngoài chợ sao đây. Tự nhiên điện thoại hết pin, lãng xẹt. Anh ơi, em mệt quá. Bệnh viện rồi, bệnh viện thứ 4 rồi. Chắc đi về nhà rồi. Bệnh định tìm tới tháng luôn hả? Tới sáng không phải tìm. Tìm cũng ra nó, tao với mày tiêu đó. Mày bớt lèm bèm chút đi. Vậy vợ đi đâu? Cái gì cũng hỏi tao vậy? Hướng này. Vậy đâu? Buồn quá, theo tao. Anh ơi, cho hỏi tao chút. Hai anh muốn hỏi gì? Nhưng mà tôi không phải là nhân viên ở đây đâu. Tôi chỉ là đưa người vô phòng cấp cứu thôi. Đó, tôi đang tìm phòng cấp cứu. Bình thường nằm ngoài kia. Bữa nay nó giờ đi đâu tôi cũng không biết nữa. À, phòng cấp cứu hả? Hai anh cứ đi hết con đường này, quẹo trái là tới liền, dễ kiếm mà. Vậy giờ không có thấy nó. Thôi mày nín đi. Có vậy mà nó không xong. Ý nó muốn hỏi là anh có thấy người con gái nào bị thương ở đùi không? Đúng rồi anh. Tôi cũng không để ý nữa. Hai anh cứ vô đó mà hỏi. Vậy nha. Dạ cảm ơn anh. Đi. Đi. Vậy là tụi này kiếm dâu đi. Là sao vậy ta? Trong tụi nó cô hồn cát đảng như vậy, chứ không phải tìm cô ta gì thiện ý. Mày đi lẹ đi, đi hướng này nè. Hai anh gì ơi? Hai anh ơi. Có chuyện gì vậy? Hồi nãy tôi chỉ nhầm, tôi tưởng là phòng mổ, chứ phòng cấp cứu nó ở bên này nè. Vậy nha. Ông quỷ vậy, vậy cũng chỉ hộn nữa. Quẹo đây tới mẹ rồi, chỉ đi vòng vòng mà. Tụi mệt được quá, lèm bèm hoài, đi lẹ đi. Mày có thấy thằng gì rồi, giống cái thằng cuốn con dâu Linh không? Mẹ nó, trọt cái mắt, không hiểu tao thấy nó. Trên áo có vết máu. Đúng là nó rồi. Để đời tao, mau đuổi theo nó, biết đâu bắt được con dâu Linh. Đi lẹ đi. Ê, mã chạy đường nào? Rõ ràng nó mới đây mà. Đó kìa, đuổi theo. Nó mất tiêu rồi. Rõ ràng thấy đi về hướng này mà. Có gì? Ông bị dặm á. Làm cái đầu quay à. Anh có ai hả? Đi. Đâu quá. Bạn có chắc là bọn chúng đến tìm tôi không? Bộ không khi nào cô tin vào trực giác sao? Cô có thể đi nhanh hơn được không? Cô ơi, tôi có đứa em gái tên là Giao Linh, bị thương ở đùi, không biết bây giờ nằm ở đâu. Vết thương vào đùi hả? Đang ở phòng hồi sức á. Ở đó hả? Cảm ơn cô nghe. Ê, cô có sao không? Nó mới đi thôi,
phải lùng cho bằng được. Theo tao nha Linh. Ờ. Không lẽ chịu để mất miếng màu ngon vào tay Sáu Long, mình phải quản thằng Ân chặt hơn nữa. Dạ Hân, vô thay đồ đi em. Tự nhiên anh có hứng thú chơi cano. Xuống đi. Nhà anh ở đây hả? Ừ. Ờ, em vào đây có phiền gì cho anh không? Cái câu phiền này á, em đã nói mấy lần rồi. Nếu mà thấy phiền thì anh đã không cứu và không đưa em về đây rồi. Em ngồi xuống đi. Em đừng có nghi ngờ gì hết đó. Anh ở đây có một mình à, không sao đâu. Anh. Chuyện gì vậy anh Bình? Tình huống bất khả kháng, mà chuyện dài dòng lắm, có gì tôi kể sau. Bảy, ra kéo rèm bớt lại giùm tôi đi. Nhà anh Bình đây hả? Đúng rồi. Mà nhà trọ thì đúng hơn. Vậy được chưa? Được rồi. Đây là Giao Linh, người bạn mà tôi mới quen. Còn đây là dạ. Bảy. Dạ chào chị. Em làm chung với là anh Bình á. Công ty vận chuyển xuất nhập khẩu liên lục địa, văn phòng chính ở chợ đầu mối. Tôi cũng là sinh viên thôi. Ủa, cái gì vậy Bảy? Anh còn hỏi nữa, đồ cúng của bà Trúc mang qua đó, nhưng em có được ăn đâu. Bà nói chờ anh về thì em mới được ăn. Sao Bảy không ăn đi, đợi tôi làm gì? Thì bà Trúc bà muốn vậy. Anh chưa thấy cái cảnh bà đi ra đi vô, đi tới lui đi xuôi đi ngược nữa. Anh chưa biết đâu. Yêu anh như là yêu điên cuồng, yêu dại khởi tới óc luôn. Yêu đắm đuối yêu. Người ấy nghe hết trơn rồi. Có sao không vậy? Sao là sao? Bộ chị không nghe hả? Quýnh cái bây giờ mới cùng. Người ta mới quen thôi. Linh à? Linh có sao không? Không sao, không sao đâu. Anh sạc pin đi, rồi cho em mượn điện thoại em gọi về nhà. Để mọi người lo đó. Linh không nhắc anh quên nữa. Đợi anh chút nha. Để anh sạc điện xong rồi Linh gọi về nhà, để người nhà trông. Tưởng là công chúa bị bắt cóc, rồi gọi bác công an là to chuyện nữa. Anh này, cho em mượn. Làm ơn, mày gọi điện thoại cho tao một tiếng đi. Sao tao gọi điện thoại cho mày hoài mà không được vậy? Lúc trên đường tới đây, anh cũng đã hỏi thăm người dân rồi. Nhưng mà họ nói không thấy xảy ra tai nạn giao thông hay là bất cứ chuyện gì khác hết. Anh nghĩ là cô ấy có công việc riêng, cho nên cô ấy hơi mất tập trung. Mà em có biết cô ấy lo việc gì không? Mấy bữa nay em thấy nó cũng có cái vẻ gì gì đó đó.
Alo, chị nghe nè. Trời đất ơi, mày hả Giao Linh? Anh Mạnh, ra mở cửa giùm em đi. Hả? Cái gì? Nói lớn lên. Hả? Anh Mạnh ơi, khoan mở cửa đã. Anh tới đây làm gì? Mỹ Chi, anh đem bò của gia đình anh ở bên Úc, bên Mỹ gửi về, quấn lá lốp, đem tới cho Giao Linh ăn. Anh cũng siêng quá ha. Nửa đêm nửa hôm lặn lội tới đây để mang đồ ăn cho Giao Linh. Bộ anh định cua Giao Linh bằng những cái thứ này sao hả? Anh yêu Giao Linh thật tình mà em. Anh mà có nói láo cho bò đụng anh đi. Mỹ Chi, em là bạn thân của Giao Linh, em nói vô giùm anh một tiếng nha. Anh cảm ơn em nhiều nha. Hối lộ cho tôi phải không? Không, cái này là anh đem tới, anh mang đến cho Giao Linh ăn. Không hối lộ cho tôi mà mang đến cho Giao Linh ăn đó hả? Vậy thì Giao Linh không có ở nhà. Không phải. Ở trong đấy có hai hộp. Một hộp á anh hối lộ cho em, còn một hộp á anh nhờ em đưa cho Giao Linh giùm anh nghe. Nói vậy có nghe được không? Linh không có ở nhà thiệt hả em? Nếu có ở nhà cho anh vô, anh ngó một cái cũng được mà em. Bộ anh không tin tôi hả? Thì trả tôi bò cho anh nè. Không, anh tin Mỹ Chi mà. Thôi anh về nghe. Có gì mai nhớ nói giùm anh một tiếng nghe. Chuyển lời giùm anh luôn nghe. Ok, ngày mai nhớ mang bò nướng lá lốp đến nữa nghe. Vậy là xong rồi. Mất tiêu hai hộp thịt bò mà không được thấy mặt người đẹp. Con Lý mà mai nhà mình yêu thì dễ, sao với Giao Linh này khó quá. Không lẽ cái số của mình là số thịt bò sao? Thiệt tình, giờ mà còn tới đây nữa, Lý không hiểu sao luôn. Anh muốn hiểu thì anh phải hỏi Giao Linh đó. Nhắc Giao Linh mới nhớ, hồi nãy Giao Linh gọi điện thoại về phải không em? Cô ấy có nói đang ở đâu không? Khi đó em chỉ kịp nghe nó dặn là nếu mà ai tới nhà không được mở cửa thì em vội lao ra để ngăn cản anh lại. Có kịp nghe nó nói gì nữa đâu. Mà làm sao Giao Linh nó dặn như vậy vậy ta? Để em điện thoại hỏi thăm nó thử xem. Alo, tôi Tấn Bình nghe. Dạ, em chào anh. Hồi nãy bạn em là Giao Linh có gọi điện thoại cho em bằng cái số này nè. Xin chào. Dạ. Tôi là bạn của Giao Linh phải không? Dạ. Giao Linh vừa mới uống thuốc ngủ nên bây giờ đang dạ, ngủ rồi. Dạ, ngủ rồi hả anh? Mà anh ơi, Giao Linh nó đang ngủ ở đâu vậy? Ở nhà tôi. Hả? Anh nói gì? Giao Linh nó đang ngủ ở nhà anh hả? Mà tại sao nó phải uống thuốc ngủ? Giao Linh bị thương nên phải dùng thuốc ngủ để không bị thức giấc nửa đêm. Tôi phải nói mãi cô ấy mới chịu uống đó. Giờ thì cô đang nằm ngủ ngon lành rồi, trông hiền khô và dễ thương nữa. Alo, cô còn ở đó không? Alo, cô yên tâm đi, Giao Linh vẫn mạnh khỏe và an toàn. Nếu cô muốn nhắn gửi gì với Giao Linh thì cứ nói, mai tôi sẽ nhắn lại. Dạ, nhờ anh nhắn với Giao Linh á, là có Mỹ Chi gọi điện thoại đến. Khi nào mà nó tỉnh ngủ dậy rồi đó thì anh nói với nó là điện thoại cho em liền nghe. Tôi sẽ nhắn với cô ấy, chào cô nha. Dạ, em chào anh ạ. Trời đất ơi, không biết có chuyện gì xảy ra với nó vậy ta. Gì thì gì đi chăng nữa thì nó cũng phải về nhà ngủ chứ. Có bao giờ mà nó đi qua đêm như vậy đâu. Hết biết luôn. Anh Mạnh, bây giờ mình phải làm sao hả anh Mạnh? Anh, ra đây với em nè. Chỉ cần giận dỗi chút, đòi đi biển ngay. Vậy là anh chàng trăm đất tuôn theo. Cũng hay. Thật là may mắn khi có kẻ tự dưng cả tài sản cho mình làm chủ. Phượng Chân ngây thơ và hồn nhiên quá. Cô ấy xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Mình sẽ nhất định làm bằng được điều đó. Alo, con nghe được chú Tiến.
Chú nói sao? Bên công ty du lịch lữ hành lại cancel với đoàn khách sắp tới à? Họ nói bên mình không đủ tiêu chuẩn sao? Sao lại có chuyện đó được? Chắc là có sự hiểu lầm nào đó chú à. Dạ, con hiểu ý chú rồi. Dạ, hiện người quản lý bên khách sạn siêu sao vẫn là chú Tùng. Dạ, con sẽ xem xét rồi báo lại cho chú. Con chào chú. Tắm nhanh vậy em. Vậy chứ anh có thèm tắm với em đâu. Tắm một mình buồn thấy mồ. Anh cắm em tắm thôi là đủ rồi. À, mà ai gọi điện cho anh vậy? Là ba em hả? Có chuyện gì không vui hả anh? Không phải ba em đâu. Là người bên công ty du lịch lữ hành điện thoại trách anh. Tại sao để cho khách sạn siêu sao xuống cấp, không đủ tiêu chuẩn, nên họ hủy hợp đồng, không đăng ký thuê nữa. Anh định gọi điện cho chú Tùng để hỏi xem tình hình thế nào, nhưng mà không được. Anh sốt ruột quá. Có như vậy thôi mà anh cũng làm cho em tưởng anh gặp chuyện gì ghê gớm lắm. Theo em, nếu mà anh thấy việc kinh doanh nhà hàng khách sạn khó khăn quá thì anh bán quách cái siêu sao đi cho rồi. Lấy vốn đó anh đầu tư vào dự án của ba em, còn ngon ăn hơn mà lại đỡ mệt đầu. Bất động sản đang thắng lớn đó nha. Dù có muốn anh cũng không thể nào làm như vậy. Siêu sao là công sức và tâm huyết của cha mẹ anh lúc còn sống. Làm sao anh có thể buông nó một cách dễ dàng như vậy được? Em chia sẻ điều anh vừa nói. Nhưng hiện thời nó xuống cấp quá rồi. Anh ôm nó thì anh trụ nổi được mấy hồi. Anh á, mà không nhanh chóng đầu tư vào dự án của ba em là coi như anh đánh mất một cơ hội làm ăn lớn đó. Nhưng mà anh thấy dự án xây dựng cao ốc đỉnh trời còn đang gian truân lắm. Với địa thế đó, anh nghĩ là khó thu hút được sự chú ý của khách du lịch. Anh chỉ sợ là... Đến anh mà cũng nghi ngờ ba em hả? Vậy chẳng khác nào anh nghi ngờ thiện chí của em, có phải vậy không? Nè, không phải anh đang nghĩ cha con em đang gạt anh hả? Nếu đúng là như vậy thì thôi, quan hệ của chúng ta chấm dứt đi. Nè Phương Chân à, Phương Chân, khi không sao lại chùm mũ anh như vậy? Anh đâu có dám nghi ngờ gì đâu. Đó chỉ là cảm nhận thức thời của anh. Với lại anh đo cho tương lai của em. Khi nãy nhìn em tắm biển, anh đã thề với lòng mình rằng anh sẽ không để cho em phải sống cực khổ. Anh chỉ có mình em là tình yêu duy nhất. Em tin anh đi. Anh thề đó. Vậy thì anh phải nghe lời của em. Chỉ cần tới ngày ba em khởi công xây dựng tòa cao ốc đỉnh trời thì tụi mình cưới nhau liền. Khi đó em hứa sẽ cùng anh chung sức xây dựng cơ nghiệp riêng của hai đứa mình. Anh chịu không? Chịu. Dậy chưa? Bình ơi, dậy chưa? Dậy đi nào. Bình ơi, dậy đi. Bình ơi, Bình, dậy đi, trễ lắm rồi. Trời ơi, mới sáng sớm đã lối ôm sầm vậy chị Trúc. Bình đâu? Anh ngủ trọng á. Vậy hả? Hôm qua lúc Bình về, sao không qua báo cho tôi một câu, tôi hâm nóng đồ ăn cho. Cái đó chị phải hỏi anh Bình nha. Anh mới vừa về là kêu tôi đóng cửa rồi. Tôi qua pha cà phê cho Bình nè. Anh Bình đang ngủ. Chúc chị hãy pha, chị đừng có vô. Ngủ thì ngủ chứ, tôi có làm gì Bình đâu mà phải lo. Nè chị Trúc. Bình với ai vậy? Đi ra đây. Trời ơi, cô ta là ai vậy bảy?
bạn gái của anh Bình. Vậy là quá ra tối qua Tấn Bình đi chơi với con nhỏ này rồi đem nó về nhà ngủ. Hèn chi mà trễ vậy. Tấn Bình coi vậy mà nói dối giỏi ha. Chuyện đó chị phải hỏi đích danh anh Bình thì mới biết được. Nhìn là biết, còn gì phải hỏi ai. Nè chị Trúc, chị không có lại pha cà phê cho anh Bình hả? Không dám, kêu cô ta vậy mà pha. Nè chị Trúc. Nhìn bả ghen cái mặt. Ngộ ghê ta. Anh mà thức sớm là thấy bà Trúc bả ghen quá trời luôn á. À, có chuyện gì vậy? Thì bà Trúc bà mới qua đây nè, bà tính pha cà phê cho anh uống. Rồi thấy Giao Linh ngủ ở đây nè, bà hờn giận bà bỏ về bển rồi. Nếu mà anh thức lúc đó hả, là thế nào chiến tranh thế giới cũng xảy ra. Chi rảnh gì, cậu khùng hả? Nói năng lung tung mà. Người nhà của Linh gọi đến nè. Ờ, dạ. Ờ, chi hả? Ờ, mình mới ngủ dậy. Lát mình về, không cần đón đâu. Ờ, vậy nha. Cảm ơn anh. Ờ, em thấy trong người thế nào rồi? Ờ, dạ, còn đâu. Nhưng mà em phải về. Ờ, anh gọi giùm em chiếc xe đi. À, dạ, để em gọi cho, hả? Có sao không? Nếu như mà Linh thấy còn yếu thì tôi sẽ cống Linh một lần nữa. Nhưng mà lần này tôi sẽ tính công đó, chịu không? Thôi, để anh cổng, tốt nhất để em tự đi. Mà kiểu gì anh chẳng tính, một mắt gấp mười. Lần này tôi hứa nhất định sẽ tính rẻ. Rẻ cũng không tèm. Ổn rồi đó anh. Cảm ơn em, nhờ có em anh trẻ hẳn ra. Chứ không còn là ông già như cái hôm em mới bước chân vào căn nhà này lần đầu tiên. Trẻ ra rồi á thì anh đừng có nhìn cô nào khác đó nha. Có em rồi, sao anh phải nhìn cô gái khác. Anh rất cảm ơn em đã chấp nhận mọi thiệt thòi về làm vợ một ông già như anh. Anh còn trẻ và phong độ như vậy, làm gì mà cứ coi mình là ông già. Có phải vì anh mặc cảm như vậy mà anh cứ chần chừ không muốn có con với em? Chuyện đó anh đã nói với em là từ từ một chút rồi mà. Em hiểu rồi. Anh xuống ăn sáng rồi đi làm đi. Trứng sống nhằn như vậy làm sao mà ăn được? Chắc bà hai mới vô làm nên chưa quen khẩu vị của nhà mình. Để anh thuê đầu bếp chuyên nghiệp nấu cho em ăn nha. Thôi khỏi đi, chút xíu nữa em ra ngoài kiếm gì ăn cũng được. Lâu rồi cậu Ân có gọi điện thoại với em không? Cậu Ân lại gây ra chuyện gì hả anh? Không có gì nghiêm trọng đâu em. Bây giờ bên văn phòng luật sư, người ta đang cần cậu ta đến ký tên vào hồ sơ đồng thuận để Giao Linh nhận ủy thác trước thời hạn. Anh điện hoài cho cậu ấy mà không được. Chẳng lẽ Ân đổi số điện thoại? Lại là chuyện của Giao Linh. Mới từng đó tuổi mà đã được thừa hưởng một gia tài đồ sộ như vậy. Không biết khi em có con với anh, đứa con của em, con của em nó có được may mắn như chị của nó không? Đừng có lấn cấn những suy nghĩ như vậy. Con nào cũng là con. Em yên tâm đi.
Sao anh không nghe đi? Chú lạ. Quay gì ta? Alo. Ba hả? Con đây. Giao Linh hả? Con xài số điện thoại nào mà lạ vậy? Điện thoại của con mất rồi. Con mượn điện thoại của anh Tấn Bình xài đỡ. Tấn Bình là ai? Mà sao chưa bao giờ ba nghe tới cái tên người này vậy? Dạ, là một người bạn mà con mới quen. Ba, con có một thông tin quan trọng nói với ba. Ừ? Ba tới nhà con nha. Hôm nay con không đi học à? Con cũng muốn vô trường lắm, nhưng mà con không đi được. Nghe giọng con rất là lạ. Con sẽ là chuyện gì con Giao Linh? Thôi, ba cứ tới nhà con đi rồi sẽ biết mọi việc. Con chờ ba nha. Giao Linh có chuyện gì hả anh? Anh phải chạy qua chỗ nó một chút đã. Nghe giọng của nó anh lo lắm. Bây giờ anh đi trước, em chủ động đi ăn nha. Hai anh chờ em chút xíu nghe. Dạ. Không sao đâu. Ê, nói nghe nè, có ra ngoài tiếp khách được không? Thôi thôi tao mệt lắm, ra tiếp khách giùm tao đi. À, mày nhớ pha cho anh Bình ly cà phê nha. Đi đi, đi đi. Lo lắng cho ân nhân dữ ha. Có cảm tình rồi phải không? Khai ra mau. Tao đâu còn tâm trí mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Nhưng mà số mình cũng may mắn khi gặp anh ấy. Nếu đêm qua không có anh Bình giúp đỡ thì chắc là mình đã gặp mẹ nơi suối vàng rồi. Anh ta chắc có lẽ là người mà do mẹ của bà gửi đến cho bà đó. Bà nghĩ như vậy thiệt hả? Thì nghĩ như vậy chứ biết nghĩ sao bây giờ. Ủa, mà không phải bà nói chính anh ta là cái người mà nói bà bị ế hay sao? Hai người đúng là có duyên với nhau đó nha. À mà thôi, ra ngoài tiếp khách đi. Họ về hết bây giờ. Mà nè, cầm cái điện thoại gửi lại cho anh Bình, nói là tao cảm ơn. Vậy nha. Đi đi, đi đi. Ê, tôi ra ngoài nha, có gì thì gọi tôi to nha. Bye bye. Biết rồi, đi đi. Mẹ ơi, con biết là mẹ luôn quan tâm, theo dõi và phù hộ cho con. Con mong là mẹ hãy chỉ cho con biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ này. Cầu mong mẹ phù hộ cho con. Anh Bình, anh Bình uống cà phê nha. Giao Linh nó bắt em á phải pha cà phê cho anh cho bằng được đó. Anh uống đi. Anh. Hai người ngồi nói chuyện đi ha. Em vô trỏng coi nó làm sao rồi ha. Anh uống nước đi. Tôi nhận ra anh rồi. Anh là người tới giữa đường để thách đấu với Linh đúng không? Thú thật là tôi cũng có ý định học võ, nên hôm đó mới mon men vô võ đường của anh. Gặp Giao Linh là võ sinh nữ, nên tôi nghĩ là yếu trâu cũng khỏe hơn bò. Nào ngờ không khéo chút nữa là tôi vô bệnh viện rồi. Giao Linh là học trò cưng của tôi đó. Cô ấy học võ đã được 5 năm nay rồi. Chuyện xảy ra tối qua cũng là một bài học, nhắc Giao Linh phải cẩn thận hơn nữa, vì kẻ thù luôn ở trong bóng tối. Lời nói của một võ sư có khác, đầy sức mạnh. Nếu như tôi muốn theo học, anh có nhận tôi làm đệ tử không? Anh muốn học võ vì mục đích gì? Có phải là để cần Giao Linh không? Nếu vậy thì anh yên tâm, chuyện anh cứu Giao Linh đêm qua, tôi sẽ trả ơn đầy đủ cho anh. Tối qua Giao Linh cũng đã đòi cảm ơn tôi rồi, và tôi cũng đã nhận đủ từ cô ấy, nên không cần nhận thêm lời cảm ơn của ai đâu. Alo. Dạ phải hả?
Dạ, dạ, gia đình sẽ cho người đến làm thủ tục. Dạ, cảm ơn các anh nhiều lắm nha. Dạ. Có chuyện gì vậy em? Công an gọi điện thoại đến, nói là đang giữ xe máy và giỏ sách của Giao Linh. Anh Mạnh nè, bây giờ anh có thể đến làm thủ tục cho Giao Linh được không? Ừ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Công an gọi hả? Dạ phải. Tiếc quá, bây giờ hồi nãy anh nhờ em hỏi giùm là họ có giữ chiếc xe đạp của anh không. Hôm bữa anh cứu Giao Linh đó, anh bỏ chiếc xe đạp ở đó luôn á. Em không có nghe họ nói gì đến chiếc xe đạp hết á. Bây giờ anh tới đó, anh hỏi họ thử xem, biết đâu có, nhưng mà họ không biết của ai thì sao? Ừ hả? Em đúng là một cô gái thông minh. Vậy để anh tới đó hỏi thử xem sao. Chiếc xe đạp của anh chỉ đáng giá 500 ngàn thôi, nhưng mà thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ, một đồng cũng là đáng quý lắm em à. Dạ.